Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDX, kênh chia sẻ kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa lên một cái cục sạc năng lượng mặt trời nữa các bạn. Đó. Ha. Đây, thông số của nó ngoài sau có ghi, nó ghi ngoài trước không à? Ở đây là các cái loại bình để mình xài các bạn. Đó. Thì hiện tượng của nó là nghe khách báo á, là người ta đang dùng á, là nó nổ cái bụp rồi nó nín thinh luôn. Đó, bây giờ mình sẽ tháo ra, mình kiểm tra xem coi bên trong nó hư cái gì ha. Thì thường thường á, những cái này á, mình không có sửa các bạn. Cái này mình không có sửa, mình hư thì mình mua mới rồi. Nhưng mà ở đây mình coi, mình kiểm tra nó, như nó hư nhẹ thì mình mới sửa các bạn. Nó hư nặng thì thôi, tại vì cái hộp này không có nhiều tiền. Mà ở trong đó mấy cái con MOSFET á, nó xài là mấy cái con mắc tiền ha, cho nên mình không có sửa. Đây, mạch nổ nè, nổ dính tụ đây luôn, dính cái vỏ tụ đây luôn. À, ngàn mi 50 V. Đó, thì mấy cái này thường thường hư thì mua mới thôi. Ở đây mình coi lại, nếu như mà nó hư nhẹ thì mình sửa. Vệ sinh nó lại ha. Mấy cái giấy này nè mà nó ướt á, nó sẽ làm chập mạch của mình. Còn trong đây thì tụ là bằng giấy thôi, như miếng nhôm vậy. Rồi. Rồi sau khi mình xác định được con tụ này nó nổ nữa các bạn. Con tụ này mình xác định coi coi là nó đi từ đâu lại nó nổ. Mình dò nè. Ở đây có con diode nữa các bạn. Này, ở đây có con diode nè, nó vòng ra đây. Vòng vô đây. Vòng qua tới bên đây đúng không ạ? Vòng ra đây, vô đây. Đó. Thì cái nguồn này nó không quan trọng ha, nó nằm ở ngoài nè. Nguồn này là có thể, cái này là có thể rồi ha, là các bạn cho tấm pin năng lượng vô trước nè, rồi mình kẹp bình vô sau nè, nó mình đưa vô trước là nó nổ liền. Thì thường thường những cái này á, là cái người bán á, người ta dặn kỹ lắm, để mình về mình lắp á, nó không có bị hư. Còn cái này chắc là không có để ý nè, mở lên cái CB mà nó đóng cho cái miếng năng lượng mặt trời á, nó đang mở mà mình câu cái này nó chết luôn cái hộp này qua, gỡ luôn. Nó còn mặt dưới nè, đây có một cái miếng tản nhiệt cách ly giữa cái mặt sắt ở dưới nè với cái mấy cái con MOSFET của mình nữa các bạn, để xài 3 con thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy con MOSFET ra các bạn. Thường mình đo nguội á, mình không có thấy kỹ, mình sẽ lấy lên từ con để mình đo các bạn. Đây mình viết lược 3 chân luôn. Đó. Đây. Con này trên đây nó ghi là BE 6317 T400. Rồi, bây giờ mình sẽ đo coi nó còn sống không. Lên nè, đảo chiều lên nè. Nóng. Nó còn nóng cho nên bốc không được các bạn. Đó, nóng quá. Lên nè. Không lên nè. Lên nè. Đây không lên nè. Bây giờ mình lấy cái chân này mình kích. Mình kích một con phép này nó chạy á, là nó còn quá à. Nè, không lên nè ha, kích chân bìa nè. Lên. Rồi, nghĩa là con phép này còn quá à. Đó, xả nó nè. Rồi, đo lại. Không lên nè, kích nè.
Đó. Lên nè. Rồi con phét này còn sống ha. Tiếp theo mình sẽ gắn nó lại các bạn. Các bạn gỡ con nào ra mình đo thì mình hàn con đó lại liền ha. Đó. Nếu như quen rồi thì các bạn làm sao cũng được, chưa quen thì phải chịu khó gỡ con nào ra mình đo mình gắn lại. Ví dụ nó chết thì mình thay liền con đó luôn. À, tiếp theo tới con giữa nè. Thì thường thường những cái loại này á, nó chết là nó chết con mốt phét này là nhiều nữa các bạn. Nó đè mốt phét này nó chết không à, ít có chết IC lắm. Không lên nè, mà đảo chiều lại nè, lên nè, không lên nè, kích nè. Rồi con này bình thường luôn, cũng là T400. Rồi cuối cùng là con này các bạn. Ở đây nó có ba cổng ha. Một cổng á, là điện mặt trời nó đưa vô, một cổng á, là bình đưa vô, còn một cổng á, là nó đưa ra, nó đưa ra để mình xài các cái thiết bị 12V đó các bạn. Rồi giờ còn con cuối cùng nè, mình kiểm nó luôn ha. Rồi vuốt chân nó lại. Không lên nè. Đảo que lên nè. Lên nè. Không lên nè. Kích. Lên nè. Rồi. Con này cũng không hư luôn ha. Con này cũng T400 luôn. Rồi xác định là nó không hư. Bây giờ mình chỉ việc mình thay tụ các bạn. Mình thay tụ rồi mình mở lên thử ha. Rồi. Ok nè. Rồi con tụ này hồi nãy đó mình coi đó là nó 1000 mi nè, 50V hút ra. Xong mình hút cho nó trống cái chân ha. Ngàn mi 50V. Nó từ cái con IC này đưa ra. Con này là cái con XL 1509. Rồi giờ tìm tụ thay vô. Đây các bạn. Mình tìm được con tụ 220 mm. Hồi nãy là mình nhìn nhầm ở chỗ này nữa các bạn. Nhìn này tưởng ngàn nè. Đó, nó kéo dài ra tưởng ngàn. Coi lần trước là số nó có 100 mm thôi, 50V. Nó tụ lớn hơn chút ha. Mình để vô thử coi nó vừa không. Thấy nó cao hơn cái cổng USB nè, cao hơn cái màn hình luôn. Có thể là nó không vừa. Rồi mình thiết kế cho nó nằm ha, nối chân ra cho nó nằm. Sau khi mình hàn được như vậy, bây giờ mình sẽ tiến hành test thử các bạn. Đây là cái bình đó. Thì trước khi mình lắp cái miếng năng lượng mặt trời á, thì mình sẽ gắn cái bình trước các bạn. Ở đây nè, chân này. Chân này là chân cộng ha. Trên đây nó có ghi nè. Chân cộng nè. Chân trừ nè. Đó, lá này nó có biểu tượng của hình cái bình đó bạn. Thì mình kẹp vô ha. Cộng nằm đây. Kẹp vô cộng nè. Trừ nè. Mình nhá một cái coi nó có chập gì không ha. Đó. Lên luôn nữa các bạn. Rồi, đây. Bình 12V4 nè. Đó, ở đây là cái phần ở bên đây nữa các bạn, nó hiển thị cái bóng đèn nè, là mình xài cho cái thiết bị 12V bên đây. Đo điện áp ra nó coi có không. Trừ bên đây nè. Đó, 12V4 nè. Rồi. Sau khi các bạn có được cái điện bình vô như vậy rồi nè, mình lắp cái miếng năng lượng vô nó mới không có bị hư cái mạch này các bạn. Thì ở đây mình sẽ dùng cái miếng năng lượng bằng cái nguồn giả ở ngoài các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lắp một cái nguồn của cái máy kích mình nè. Trừ nè. Cộng nè. Khoảng 14,8. Mình sẽ cắp cái nguồn vào trong cái mạch của mình, xem coi nó có sạc được cho bình hay không ha. Thì ở trên đây nó cũng có ghi nữa các bạn. Cộng nè, trừ nè. Mình lật dưới đây nè, cộng nè. Mình kẹp vô cộng ha.
Đó, con trừ nè, mình sẽ kẹp vô trừ nè, coi nó có báo cái miếng năng lượng ở đây hay không lên nè. Đó, có miếng năng lượng luôn. Ok ha. Rồi, vậy là cái mạch này mình chạy được rồi đó các bạn. Ok, nó chỉ nổ con tụ thôi. Đơn giản nha, đỡ tốn tiền. Nó 13V nè. Thì đưa vô đây nó sạc qua cho bình của mình nè. 12V8 nè, hồi nãy nó là 12V4 ha. Đó, đang sạc cho bình. Tiếp theo là điện áp ra. Áp ra để xài cho cái mấy cái đèn 12V đó các bạn. Đèn nhỏ nhỏ 12V của mình nè. Rồi, tiếp theo các bạn đo luôn cái cổng USB trên nè, xem coi nó có ra điện hay không ha. Đó, 5V ra nè. Có luôn nè. Đó, 5V ra. 5V đúng luôn. Ok, đơn giản thôi. Chỉ việc là nó chỉ bị có hư cái con tụ này thôi các bạn. Ở đây mình lắp con tụ này nó 63V ha, 220mA, nhưng mà 63V. Còn cái thằng này thì chỉ có 100mA thôi, 50V. Cái số mi nó lớn hơn không sao, số von lớn hơn không sao các bạn, chỉ sợ là nó nhỏ hơn cái con tụ mà nó bị nổ này thôi hả ha. Từ bằng tới lớn hơn. Rồi tiếp theo mình test các cái chức năng của nó các bạn. Nó các cái chức năng của nó là bên đây là nó để cái bánh xe nè, mình xem nè, hiện giờ là nó 38 độ C nè. Nó 38 độ C này là do cái sạc nó đưa qua nè các bạn, sạc đưa qua ha. Ở đây là 1,7A nè, là từ cái nguồn của mình cấp qua đó là 1,7A, là 1,2A nè. Rồi ở đây, từ ở đây qua đây nó chưa có tải cho nên nó không có cái ampe ở đây các bạn. Mình tìm cái bóng đèn. Đây, có cái bóng đèn nè. Mình test thử coi nó lên cái dòng bao nhiêu ha. Đó. Bấm lại nè, đó dòng nó 2,8A nè, nó có tải rồi, nó lên cái ampe ha. Ok luôn, đo được cái mức tải của bóng đèn luôn. Rồi bây giờ tiếp theo chức năng khác là năng lượng nó nạp vô là 14,2. Này là pin nữa bạn, cái này là loại pin ha, là B01. B01 là pin Akit nè. Đó, pin acid á, pin pin chì của mình đó. Đó. Còn cái loại pin thứ pin như thế này là lithium á, là nó nằm ở là B2 các bạn. Nếu như mình xài pin đó thì nó sẽ nổi cái B2, cái dòng sạc nó là 12,7. Còn cái dòng pin của mình đang xài là 14,3 ha. Nó đơn giản vậy thôi. Pin nè. Rồi năng lượng của mình nè, 0,8V nè, 10 nè, có nghĩa là hẹn giờ nó có một hẹn giờ nữa nè các bạn. 10V 7 là nếu như cái bình nó xuống khoảng 10V 7 là nó ngắt, nó không cho điện qua nữa. Đây qua đây là 24 giờ, cái này là chạy suốt luôn. Nếu như mình bật chế độ này thì nó sáng cái đèn suốt 24 giờ ha. À, báo hiệu pin này, tấm năng lượng. Rồi, đơn giản thôi, các chức năng của nó là bình thường hết ha. Rồi, nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.